Hello, xin chào mọi người trở lại với kênh Máy Ấm Canada. Thì hôm nay là lễ đó mọi người, tụi mình đi qua nhà ông bà ngoại. Nhưng mà bây giờ trước khi qua thì mình đổ xăng nha mọi người. Thì mình quay cho mọi người coi, mình ở đây mình không có dám để phone khi mà mình đổ xăng đó. Nó giá xăng cao ở 1.78 rồi đó. Thì cái chỗ bán pizza này nó gần nhà của ông bà ngoại. Cái pizza mà mình ăn duy nhất là Papa John's. Papa John pizza này là cả nhà đều thích hết, cho nên hôm nay mình đi qua bển. Rồi cái chị Út này á, là hôm nay đặt có nhiều cái cuộc hẹn lắm mọi người, nào là cắt tóc, nào là sơn móng tay, cho nên sẵn tiện là kéo nhau qua hết để chơi với ông bà ngoại, rồi sau đó rồi phải cắt tóc cho bà ngoại, rồi sơn móng tay cho mọi người nữa. Thì mình mua hai cái pizza, một cái này á, là một cái pizza này là một cái pizza mặn. Còn cái này là pizza chay, là toàn là rau cải thôi. Thì đây mọi người bắt đầu ăn đây. Thì cái bánh pizza này cái, mọi người biết không, cái bánh nó rất là mỏng mà cái bơ tỏi nó rất là ngon luôn. Nói chung là mình cả gia đình đều thích cái pizza ở đây hết luôn. Cái độ dày của bánh như nó vừa phải mà lại nói chung là hương vị ngon. Mình không biết sao là đối với gia đình mình, Papa John is the best. Rồi bắt đầu bây giờ mình lên ở trước, mình quay cho mọi người coi. Thì nhà của ông bà ngoại mọi người nhìn vô là thấy rặt cái ra cái đúng chất Việt Nam phải không mọi người. Thì cây Noel này á, là để giữa nhà, đây là cái cửa mà mình nhìn ra ở ngoài trước đó. Thì đây chị dâu mình, đây là bé Út, con của anh trai lớn đó. Chị trứng lắm, chỉ là đẹp gái nhất luôn mà chị rất là trứng luôn mọi người. Mỗi lần mà dù chỉ quay phim hay chụp hình là cũng rất là khó. Nó phanh tay lại có nghĩa là đừng có quay tôi đó, đừng có quay tôi, tại sao quay tôi đó. Nó chỉ vậy đó, chứng lắm, làm như biết đẹp là chứng hay sao đó, rất là khó chịu. Chị đài má chị lắm luôn cái chị này, mà ông nội rất là cưng luôn, ông nội rất là cưng đó, mọi người thấy không. Ông nội của mấy đứa này mà ông ngoại của mấy con đó. Thì mọi người, nhà ở bên đây là ba gia đình, là ba cái kiểu nhà nó khác nhau hết. Chị Mẫn này là chỉ mới qua mà chỉ ăn pizza hồi xưa mọi người. Mình lúc mình qua hai mấy năm trước về trước, pizza là mình ăn không có được mọi người. Mình sống là mấy năm sau mình mới bắt đầu biết ăn đó. Tại vì hồi xưa đâu có pizza đâu mà ăn, cho nên đâu có quen mấy cái vụ bơ cheese rồi đâu. Còn chị này bên Việt Nam chỉ ăn rồi, thành ra chỉ qua đây chị không có từ một cái món nào hết đó mọi người. Ba cái hành lá này mà má mình đem đất ở ngoài vô đây trồng ở trong nhà đó. Thấy chị trứng mà phái ghẹo chị chứ không chị hết rồi, ghẹo chị mà chị cứ trứng vậy đó mà cứ thích ghẹo. Rồi cô Út đây, bây giờ chị Út này chị vô chị cắt tóc cho bà ngoại ở trong washroom này. Chị này á là chị nhiều tài lẻ lắm mọi người. Chị nấu ăn cũng ngon, cắt tóc rồi làm đẹp rồi này kia, chịu làm lắm, mà lại không có thích làm nghề uống tóc mà hay là làm nghề nail gì hết rồi trơn á. Thà đi làm hãng xưởng thôi chứ mà đi làm mấy cái nghề này chị làm không được. Mọi người thấy không, hồi nãy là chị Mẫn này chị ăn được lắm mọi người. Bởi vì chính vì vậy mà mình cũng rất là sợ. Tại vì cái tuổi chị cũng 18 tuổi, tụi mới lớn đó. Rồi qua đây rồi chị ăn cái món gì cũng ngon hết. Nhiều khi mình thấy chị ăn ngon mà mình cũng không có dám cản. Sợ, nhưng mà tại vì sợ một khi nó lên cân giống như mình nữa, rồi xuống nó khó đó mọi người. Nhưng mà giờ không cản chị thì cũng tội. Cái chị này là con gái lớn của anh trai mình đó mọi người. Nếu mà chị mà là con trai đó thì cũng như là chị là cháu nội đích tôn đó mọi người. Nó là con của ba chị là cháu nội đích tôn, rồi chị cũng là cháu nội đích tôn đó, mà chị nhận gái đó. Ăn gì mà phô gái lớn á, tại ông anh mình cưới vợ trễ đó. Ông ngoại ngày nay là vui lắm luôn đó. Đó bây giờ mình khám phá cái bếp của nhà bà ngoại nè, nào là sườn vịt quay. Ô, năm nay ngày nay qua là không có nhiều đồ nha mọi người, chứ thường là cái bếp của bà ngoại là lúc nào cũng đầy ắp đồ ăn hết á. Là hôm nay sao là chỉ có hai món đó, chứ thường là không, bún này cũng là, nói chung là má mình thích nấu ăn á mọi người. Bây giờ buồn lớn tuổi rồi chỉ có coi YouTube rồi làm cái này làm cái nọ, thì đôi khi cũng có thành công mà đôi khi cũng thất bại, nhưng mà nói chung là rất là kiên trì. Mình chắc có cái tính giống má mình, thất bại cỡ nào cũng vậy, nhưng mà vùi dập cỡ nào cũng giật đầu ngồi dậy đó mọi người, bền bỉ lắm. Thì mình nghĩ chắc mình có cái tính đó của bà ngoại đó. Nói chung là chịu cực mà lại không có nản lòng của mọi người.
ăn rồi nhà hả? mình á thì ai ai cũng thích cái món pizza hết, mà đặc biệt là chỉ có tiệm pizza này thôi, rất là ngon luôn. Không biết mình Mỹ bên Mỹ cũng có, nhiều khi mình không biết cái hiệu này là của hình như bên Mỹ qua hay là Canada gì cũng không biết. Nói chung là Canada với Mỹ nó có những cái đồ giống nhau, đôi khi mình xài chung hết á, thành ra mình cũng không biết cái đồ này nó của bên nào qua nữa. Nhưng mà cái món này rất là ngon luôn. Mọi người thấy không, sau khi ăn hai miếng pizza, một cái mặn một cái chai, bây giờ chỉ tấn công qua tới món hộp gà nướng. Đó, hộp gà nướng là mùa hè là nhà mình bà ngoại có trồng rau răm á mọi người, cho nên ăn cái này với rau răm là ngon tuyệt vời luôn. Nhưng mà cái mắc tiền là do cái rau răm mà ở nhà trồng được luôn, cho nên cũng rất là ngon. Mọi người thấy không, chỉ ngày nay là chỉ có bút lịch hẹn đầy hết luôn đó, sau khi cắt tóc rồi giờ tới đây sau móng tay cho bà chị dâu đó làm suốt à. Nói chung chị giỏi mấy cái tài đó lắm mà đều không có thích làm mấy cái nghề này. Chị này là chị biết là chị trứng mà thích thích ghẹo chị đó, thích ghẹo chị lắm. Ăn mà ăn cái cùi không kìa, ăn cái bánh không chứ không có ăn cái kia. Để cho mami sơn món. Con quậy rụt giỏi lắm hả. Bây giờ là bắt đầu tấn công vào cái món cuối cùng á, là cái món này là bánh tráng trộn đó. Bánh tráng trộn bây giờ hai dì cháu trộn xong đặng tối nay đem qua nhà mình đó mọi người. Tại như mình nói là hai bữa nay mình không có được khỏe đó mọi người, cho nên mình không có làm video. Không biết mọi người có nhớ mình hay không nha mọi người. Mình không có dám quay cái mặt mình hôm nay, tại vì hai ngày nó giật mình không có được ngủ ngon á, cho nên cái mặt mình nó tàn tạ luôn. Để bây giờ chút nữa mình phải về mình ngủ. Hiện giờ mọi người thấy nó tối vậy chứ thực sự mới có 3-4 giờ nè. Cho nên mình về mình ngủ xong rồi tối cũng cả đám kéo qua nữa, kéo qua nhà mình chơi. Thì cho nên mình chỉ quay thôi chứ mình không có dám ló mặt ra, tại vì cái mặt của mình nó rất là xuống sắc luôn á mọi người, không có ngủ được hai đêm đó. Đây cái quang cảnh nhà Noel, bên nhà ông bà ngoại trang trí Noel á, thì chỉ đèn nó như vậy thôi, không có rầm rộ giống như nhà mình, tại vì làm giống như cho có vậy thôi đó mọi người. Cái này là cũng mới làm năm nay thôi đó, chứ hồi xưa cũng không có làm, tại giờ mấy đứa nhỏ nó thích quá, thành ra nhà chị dâu mình cũng ráng làm cho tụi nhỏ đó. Kệ, tại vì bên đây cái lễ chính là mình sống ở đâu mình theo đó đó mọi người, cái lễ chính của nó là Noel mà tự nhiên mình không làm thì đâm ra nó tẻ nhạt quá mọi người. Thực ra cái này cũng không có phải cái ngày Noel thì mình ở đâu mình theo cái lễ ngày đó vậy cho vui thôi, chứ mình không có đâu có đi vô sâu về đạo giáo hay là gì hết. Cái ngôi nhà này là cái ngôi nhà thứ ba mình ở khi mình đến Canada đó mọi người. Vậy chứ trong đời của mình đến tới thời điểm hiện tại là mình đã ở ngày nhà mình nữa, là căn nhà thứ năm đó mọi người. Căn nhà đầu tiên là mình ở dưới nhà cô của mình. Rồi sau đó là gia đình dọn ra, sau 7 tháng mình dọn ra riêng, mình ở một cái căn nhà của ông anh mình mua, cũng là ngôi nhà nhỏ thôi. Rồi cái căn nhà này là căn nhà thứ ba, là căn nhà mà mình ở đây đến lúc mà mình có chồng mình dọn ra riêng. Là cái căn nhà này nè mọi người. Rồi sau đó là mình ở căn nhà thứ tư của mình, là căn nhà nhỏ kia. Rồi bây giờ là cái căn nhà của hai vợ chồng ở mấy đứa con, là căn nhà thứ năm, là căn nhà hiện giờ mình đang ở đó. Thì mình quay cái cảnh xung quanh ở ngoài cho mọi người coi nè. Nó là trời ơi, trang trí là đèn rực rỡ luôn đó. Mấy cái cây này mình rất là thích luôn. Nhưng mà mình đợi qua mùa mình sẽ mua mấy con này luôn mọi người. Nhưng mà tại trong mùa Noel nó mắc lắm, thành ra sau khi mùa Noel nhiều khi mình đi săn nó rẻ thì mình mua, mình để cho tới năm sau mình trang trí. Chứ mấy cái này giờ mà mua là nó mắc lắm. Chị dâu mình năm rồi bà đi mua được, thành ra nó được giá hơi rẻ. Ok, mình xin kết thúc cái video tại đây nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã theo dõi cái video của mình. Mọi người đừng quên nhấn nút kênh ủng hộ kênh của mình nha mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.